an khánh phủ. Đấy thì như thế tức là chưa có cái tên Ninh Bình. Đó, chưa có tên Ninh Bình. Đấy, vừa nói như thế. Thế thì cái này là các cụ là đối với từng thôn làm cái gì. Đây là cái đền thờ Tản Biên Sơn Thánh. Và nếu gọi là sắc phong thần đấy, của triều nhà Lê tức là năm 1601 thì đã có sắc phong thần. Thế và đây là ngày xưa các cụ dùng cái mặt lát này như thế tức là đục hẳn vào đấy thờ. Thì trong này là có năm con rồng khác nhau. Mà nếu nói về lịch sử hội họa mà thì như thế đây là một cái kiệt tác cổ nhất của Việt Nam về mặt đối với lễ rồng. Thế và đây là toàn bộ là trần hết, thờ trần chứ không có đàn bàn. Theo tôi được biết các cụ kể lại ngày xưa là có một ông thì không nhớ tên mà tự nhiên để xin phép là xưng ta là Tản Biên. Thế thì như thế tức là các cụ ở trên đền thượng này tức là cô Nam Thượng mới hội ý với nhau viết 100 cái giấy gấp lại mà chỉ có một chữ là Tản Biên Sơn Thánh, yêu cầu để cái mâm này bắt đầu ngày thôi, bay hết còn một cái thì thế là mở ra là Tản Biên Sơn Thánh ngày xưa. Thế thì cho nên các cụ mới chạm những cái này là cái là khổ nhất hiện nay. Đấy, một rồng, hai rồng, ba rồng, bốn rồng, năm rồng. Ở chỗ đó là năm ông rồng, đây hai ông rồng này. Là bảy, đây hai ông rồng là chín. Chín được chưa đỉnh đúng rồi. Nói cái công lao của tiền nhân. Chúng phải mỗi một cái đời rồng là cả hai rồng. Vâng.
Thank you.